Xin chào tất cả mọi người. Hiện giờ là mình đang đứng ngay chỗ đó là resort Ama 5 sao. Thì phía sau lưng mình, khi mà khách đến ngay chỗ này thì bắt đầu là có xe điện để mà luôn di chuyển cái hành lý của khách đi ra tất cả những cái khu mà những căn hộ hoặc là những căn biệt thự. Hiện giờ là mình đang đứng trước cái đó là cái sảnh, cái quầy lễ tân để mà khi mà khách đến check in thì mình sẽ mời mọi người cùng di chuyển vào trong cái quầy lễ tân để mình coi thử cái sảnh nó rộng lớn không nha. Xung quanh mình hai bên đây là khu phòng chờ, phòng chờ để cho khi mà chưa có phòng thì mình có thể ngồi ở đây, ngồi ở đây nghỉ ngơi. Rồi khi mà có phòng rồi thì lễ tân sẽ gọi mình đến quầy lễ tân, mình lấy chìa khóa. Ở đây ở resort này á, cái loại chìa khóa không phải là loại chìa khóa phòng với lại hoặc là cái thẻ từ, mà chìa khóa chính đó là như là cái đồng hồ Casio mà ngày xưa vậy đó, dây vàng cao su. Và ở đây trong tất cả cái dịch vụ vui chơi, nếu mà khu nào mà miễn phí á, thì làm miễn phí, còn khu nào mà có tính tiền á, thì chúng ta dùng chính là cái này như là cái key master, có nghĩa là cái chìa khóa mà có thể là chủ, là tổng thể hết luôn. Là muốn chơi trò chơi tính tiền thì chúng ta chỉ cần đưa, nó có gắn chip này nè, đưa vào trong cái chỗ mà hệ thống điện tử của khu trò chơi á, hoặc là trên cánh cửa trong cái chỗ khu mà biệt thự của mình á, đều có gắn con chip, mà khi mình đưa vào á thì sẽ thanh toán bằng cái này luôn. Trong cái tiền phòng của mình khi mà trả phòng, nó sẽ là lưu lại cái thông tin mình chơi dịch vụ gì, mình ăn uống gì. Còn lát nữa mình sẽ đưa cái này vào trong mình mở cửa phòng mà cái căn hộ mình thôi cho. Xin cảm ơn. Bây giờ mình đi tiếp tục nha. Đi tiếp tục ra đây. Đây là khu mà có thể nói là buổi tối, bầu trời rất là đẹp, trời quang mây tạnh, bây giờ trời quang tạnh, buổi tối có thể là mà tối này là đêm trăng nè, trăng rằm. Thì bên đây là có trưng bày hàng ghế, buổi tối có thể ra ngồi đây trò chuyện, mua nước có thể là đem ra ngồi bàn đó mình trò chuyện đâu. Đây là tòa nhà khu A ở resort Alma này, với số phòng là hơn 550 phòng. Có hai tòa nhà đó là khu A và khu B bên tay phải mình. Còn phía sau đây là nguyên tất cả những dãy villa biệt thự nè, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ và có 12 hồ bơi vô cực nữa. Cảnh rất là đẹp. Bây giờ là mình chọn vị trí đó là trên đồi cỏ. Ở trên đây thì có một ngọn đồi cỏ ở vị trí cao so với lại những khu vực mà chơi trò chơi, khu vực là trò chơi nước của trẻ em nè. Ở xung quanh đây, đây là những căn hộ villa hai phòng ngủ, ba phòng ngủ, và phía sau đó là bãi biển, bãi dài. Còn bên đây á là khu trò chơi, công viên nước của người lớn, và bên cạnh đó thì có sân golf nè, sân đánh golf. Và ở đây thì họ có trưng bày những cái dàn đèn và bàn ghế. Buổi tối thì có những nhóm nào mà muốn lên đây mà cùng nhau ngồi trò chuyện á, sau những ngày làm việc mệt mỏi thì đến đây ngủ nghỉ dưỡng gì đó, là buổi tối trên đây nè, họ mở đèn lên, khung cảnh rất là chill, tại vì ở trên đồi có thể nhìn quang cảnh hết mọi thứ luôn. Và ở trong đây có một điều rất là hay, các nhà có thể nhìn thấy được không, đó là những con diều. Con diều ở đây là resort Alma cho mình mượn để mình thả diều luôn, rất là vui luôn, rất là thích. Và có một điều đặc biệt ở đây là thường là đi tới những chỗ mà resort 4 năm sau á, là những resort đó không có cho bay flycam. Thì ở đây thì mình có hỏi nhân viên ở đây thì họ có cho mình bay flycam ở khu vực này luôn, rất là vui. Bay tầng thấp được rồi, tại vì ở đây cũng gần sân bay, cũng cách 8 cây, nhưng mà cảnh rất là đẹp. Phía sau mình đây là tòa nhà, đây là tòa A, còn xa xa kia là tòa B của resort Alma. Và nguyên cái hệ thống bên đây đó là dàn villa hai phòng ngủ, ba phòng ngủ đó. Ở dưới thì có villa ba phòng ngủ, có hồ bơi vô cực nữa. Dưới kia là hồ bơi, 12 hồ bơi. Resort Alma giá thấp nhất theo mình được biết đó là 10 triệu một đêm. Còn bây giờ là mùa dịch rồi, cho nên là trên hệ thống booking của booking hoặc Agoda thì bắt đầu là cũng giảm 20-30%, khoảng 5-6 triệu gì đó một phòng. Và bây giờ mình sẽ dẫn tất cả mọi người đi đến chỗ khu công viên nước của người lớn. Và kế bên đó thì có sân golf, để mình trải nghiệm sân golf miễn phí nha. Let's go. Nè 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 n
Thật sự là mọi người nên đến đây một lần để trải nghiệm đi. À, giá phòng hiện giờ đã giảm cũng rất là nhiều rồi, chỉ khoảng 5-6 triệu gì đó là một phòng, là chúng ta có thể trải nghiệm ở chỗ resort Alma, đẳng cấp 5 sao. À, cảnh rất là đẹp. Đây, hiện giờ là ở resort Alma chuẩn bị xây nhiều hạng mục mới nữa, rất là nhiều. Ở đây. Và mình đang đứng ngay chỗ khu vực đó là đây là khu vực sân golf mini 18 lỗ, và phía xa xa đằng sau mình đây là khu công viên nước splash gì đây. Đây là cái bảng để mà chỉ dẫn ở trong khu công viên này. Khu viên này. Đây. Ở đây là trong chỗ này là có bãi đổ xe nè, rồi football, là sân bóng đá nè, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, sân golf, công viên nước và có bắn cung nữa. Đó, ở đây rất là nhiều thứ giải trí rất là vui. À. Rồi tiếp tục mình sẽ giới thiệu tiếp tục. Rồi. Nha. Bây giờ là mình trên bãi cỏ và ở đây có trò chơi đó là bắn cung. À, tất cả khu vực này đó là phía sau đây là sân bóng rổ nè, xa xa đó là sân bóng đá, ở bên kia là sân golf, còn đây là bắn cung mini. Ở đây là tất cả những trò chơi đây đều là miễn phí, khi mà bạn đặt phòng ở resort Alma bạn có thể chơi những trò chơi đây là miễn phí. Giờ thì mình sẽ bắn cung thử nha. Đây là cái bia. Giờ mình đợi cây cung với mũi tên kéo nha, đứng xa xa ra bắn cho nó vui, kéo hết sức tiếp, lại thử một lần nữa, chặt mục tiêu, có lẽ là kính đeo mà không thấy được. Thử lại một lần nữa. Bây giờ là resort Alma xây dựng nhiều hạng mục trò chơi nhiều lắm ở đây nè. À, trong tương lai có lẽ là năm này thì sẽ có rất là nhiều trò chơi thú vị cho khách khi đến đây để nghỉ dưỡng. Tiếp tục. Vẫn không trúng mục tiêu. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi vào trong khu vực đó là đánh golf 18 lỗ mini. Mini nhỏ xíu thôi nha, không phải sân golf của quốc tế đâu. Vào trong này. Gì chưa hết được xe. À, khi mà mình vào trong chỗ mà để mình đánh golf 18 lỗ mini á, thì mình đến cái chỗ anh nhân viên đây nè, đó, là xa anh ấy quầy đó, thì anh sẽ đưa cho mình một cây gậy đánh golf và một cái bánh golf. Tùy vị trí mình đặt đồ vui thôi, nếu mình đánh dở quá để gần, nếu mình đánh xa quá thì để đây, bắt đầu để đây nè, còn cái tay đen mình cầm hai tay để mình đánh thôi. Các bạn nên nhớ là khi mình đến sân golf 18 lỗ, cái vị trí màu đen là để mình đánh vào cái banh nha, để vào lỗ. Giờ mình nhắm hướng thôi. Giờ mình đang mang kính đen không thấy đường, nhưng mà đánh cho vui thôi. Rồi, cảm ơn mọi người. Đi qua trò chơi khác. Thank you. Đừng có dính người nha. Để tôi vô trả nha. Sau khi mà mọi người đánh golf 18 lỗ mini xong thì bước ra chỉ vài bước chân, đây là đại lộ, xây dựng cái đại lộ mini để cho mọi người ra đây có cái khung hình chụp hình thôi. Và người ta thống kê là đại lộ này cứ với 1m² là chụp được 24 tấm hình. Và phía sau lưng mình đây là bãi dài nha. Đây là bãi dài nổi tiếng của thành phố Cam Ranh. Vì sao nó tên là bãi dài? Tại vì nguyên một bờ cát biển trắng dài thẳng tắp cho nên là được gọi là bãi dài, bãi tắm rất là đẹp phía sau lưng. Cảm ơn mọi người. Rồi, sau khi mà mình đi tham quan những trò chơi, chỉ là một phần nhỏ trò chơi miễn phí trong khu resort Alma thôi, thì mình đang đứng trước đây là căn hộ mà mình thuê ở đây. Ở trên là mình thuê căn hộ, đó là một phòng villa biệt thự,
với hai phòng ngủ, còn ở dưới đây là phòng villa, ba phòng ngủ và có hồ bơi trong đó nữa, nó rộng hơn chút xíu. Giờ thì mình sẽ dẫn mọi người vào trong căn phòng của mình, nó rộng như thế nào nha. Ở đây thì Resort Alma xây dựng với những căn hộ villa nó giống nhau hết luôn, nó nguyên một hàng dài và trên đồi kia giống nhau luôn. Rồi mình thôi là căn hộ hai phòng ngủ, rồi mình phải đi trên lên lầu. Còn dưới đây á, bên đây là căn hộ ba phòng ngủ, là nằm ở dưới mặt đất. Đây. Thường là với những resort khác á, thì mình cần phải có chìa khóa. Còn riêng đối với resort Alma thì như hồi nãy mình nói là khi mà check in á, thì lễ tân có đưa cho mình đây như là master key để mình chơi tất cả các dịch vụ thanh toán tiền bằng cái này luôn, giống đồng hồ Casio nhựa. Giờ mình sẽ mở cửa phòng nha, mình để cái tay vào trong hệ thống chip, nó sẽ nhận ra chip điện tử mà mình vừa vào trong này. Để mình bật hệ thống điện lên cho sáng. Để mình bật hệ thống điện lên nha. Đây là hệ thống điện tổng. Đây là điện đây. Dép mình để ở đây, dép để khu vực đây. Ở đây là có bàn ăn. Là nếu mà mình thuê mà căn hộ villa hai phòng ngủ á, thì ở đây thì cho có thể là ở được khoảng 7 người, gồm người lớn và trẻ em, có thể là 6 người lớn, 2 trẻ em cũng được. Ở đây thì có những trang thiết bị như là bếp nè, bếp điện từ, máy đun nước nè. Ở đây khi mà nấu ăn nó có hệ thống này là hệ thống gì ta? Lọc gió, lọc khói, nhiều khi nấu ăn khói lên thì nó sẽ hút khói vào trong này và nó đẩy ra ngoài bằng hệ thống ở ngoài kia. Đây có lò vi sóng nữa, hâm đồ ăn. Ở trong đây thì có để ly cho mọi người có thể ngồi cùng nhau uống nước, cùng nhau có thể uống bia, uống rượu gì cũng được. Ở dưới đây thì có chén đũa muỗng, và ở đây có một cái sọt rác rất là vui. Đây đầy đủ, đây có đầy đủ là tủ lạnh luôn, đây là ngăn mát, đây ngăn lạnh. Ở trong đây có để mấy cái đồ lót khi mà mình nấu ăn xong mình để trên này nè, để trên bàn, rồi mình để mấy cái son mình nấu ăn nó nóng mình để lên. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái ban công của cái sảnh, ban công của phòng khách luôn. Đây view rất đẹp nha, đó. Đây phía xa xa ngoài kia đó là bãi dài. Ở xung quanh đây là những căn hộ giống như căn hộ mình thuê luôn. Ở trên lầu đó là cái loại căn hộ villa biệt thự hai phòng ngủ và ở dưới là ba phòng ngủ. Ở dưới ba phòng ngủ thì nó có hồ bơi luôn, còn ở trên lầu thì không có hồ bơi. Ở đây thì có bồn tắm nữa nè, có thể là bồn tắm cái gì ta, bồn tắm thể lực gì ngồi, có khi là nước nó ấm dành cho mình khi mà mình cảm thấy mệt mỏi gì đó. Villa rất đẹp, mình sẽ giới thiệu phòng ngủ cho mọi người coi. Ở đây có hai phòng ngủ như là mình nói hồi nãy đó. Đây phòng ngủ, giường đây gọi là giường king size nha, king size là loại giường lớn. Đây, trong đây có phòng tắm, đây phòng tắm rất đẹp. Ở đây có cái bồn tắm nha, khi mà mình mệt mỏi thì mình có thể xả nước lên đây mà tắm, với nhà sen ở trên cao, sen ở dưới nữa. Và đây không thể thiếu nhà vệ sinh đó, nhà vệ sinh rất đẹp đây luôn. Và ở đây mình sẽ giới thiệu phòng ngủ thứ hai cho mọi người. Ở đây ngồi hai phòng ngủ có hai nhà vệ sinh ra thì bên cạnh đây cũng có nhà vệ sinh thứ ba nữa nè. Ở đây. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Và ở bên kia là một giường đôi, còn ở đây là có hai giường đơn. Để cho khi mà ai muốn nằm thoải mái thì có thể nằm đây. Và một giường này có thể nằm hai người này, nếu nào mọi người gần cạnh nhau. Ở đây cũng có một cái ban công rất là đẹp. Đây. View, đó, mọi người nhìn view rất đẹp đúng không? Ngay góc này là có thể chụp hình rất là đẹp đây nè. Để mình sẽ đăng ảnh của mình
cái view đẹp như thế nào. Và bên đây có thể nhìn thấy được cái chữ Alma Resort ở đây luôn. Đây, ở đây thì có hàng ghế ngồi, khi mà mình buổi tối gì đó ra đây ngồi, gió rất là mát. Giờ mình vào trong đây. Ở đây cũng có nhà vệ sinh luôn, giống y như bên kia. Nhưng mà phòng bên này có hai giường đơn thì không có bồn tắm như là bên phòng bên kia đâu. Đây là toilet, đây là phòng tắm đó. Đầy đủ các thứ. Ở đây có đồ ngủ đây luôn nè, đi ra tắm biển được. Nói chung là mang đi trong resort được hết. Đây có hệ thống, đây là tivi hiệu LG luôn. Resort trang bị hệ thống LG của Hàn Quốc. Theo mình nghĩ là nếu mà với giá là khoảng 10 triệu một đêm mà ở được 7 người thì tính ra một đêm được ở 7 người thì tính ra chi phí cũng rất là rẻ, chỉ khoảng là 1 triệu mấy một người để ở trong này 24 tiếng đồng hồ thôi. Rất là đẹp. Mong mọi người là hãy đến Resort Alma đây. Sau một hành trình mình quay một vòng của Resort Alma thì mình thấy nơi đây rất là xứng đáng để mà nghỉ dưỡng. Mình mong là mọi người nếu có thời gian thì hãy lựa chọn Resort Alma của thành phố Cam Ranh trên đại lộ Nguyễn Tất Thành đi. Nơi đây thật sự là một nơi để mà trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và hẹn mọi người trong những lần video tiếp theo. Chào, hẹn tạm biệt.